Trong mo Phước Lộc Thọ, khi đi vào cổng sau của Phước Lộc Thọ, có một tiệm băng nhạc màu tím. Đó là trung tâm thế hệ trẻ. Nơi đây có đầy đủ băng nhạc lành mạnh vui tươi, giúp các em vừa học vừa chơi. Mỗi ngày khi nghe nhạc thiếu nhi, những dòng nhạc hướng dẫn các em nghe lời cha mẹ, thầy cô và ngoan ngoãn học hành, thấm dần vào trí óc và tâm hồn các em. Đó là những bài công dân giáo dục rất có giá trị mà chúng ta, những bậc phụ huynh, vì quá bận rộn với miếng cơm manh áo, đôi khi ít có cơ hội để hướng dẫn các em. Mỗi khi muốn mua băng